Rồi chúng ta qua câu 1.11. Sách bài tập kết nối tri thức nha. Đó là câu lý thuyết. Polystyrene là một loại nhựa thông được dùng để làm đường ống nước nguyên liệu sản xuất. Polystyrene là styrene. Cái này đọc tiếng Việt hay tiếng Anh tùm lum hết nè. À, chúng ta thấy là styrene được điều chế từ phản ứng sao? Cân bằng của phản ứng trên dịch chuyển theo chiều nào nếu tăng áp suất của phản ứng? Thì chúng ta biết là cân bằng dịch chuyển theo chiều làm tăng áp suất, có nghĩa là cân bằng dịch chuyển theo chiều làm giảm số mol khí ha. Làm giảm số mol khí như vậy là chúng ta thấy đây là chúng ta xem này. Bên trái chúng ta có 1 mol, đây là 1, đây 1 luôn. Như vậy là chúng ta bên phải là 2 mol. Như vậy cân bằng dịch chuyển theo chiều làm giảm mol khí là chiều nghịch nha. Chúng ta là tăng áp suất. Cân bằng sẽ phản ứng trên dịch chuyển theo chiều nào? Đây là chiều nghịch nha em. Chiều nghịch. Tăng nhiệt độ em thấy đây là chúng ta đem tá âm tỏ dương thu đúng là phản ứng thu nhiệt, chúng ta tăng nhiệt độ lên, phản ứng càng thu tiếp thì nó càng dịch chuyển theo chiều thì thuận nha. Tăng nhiệt độ cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận. Chiều thuận là chiều thu nhiệt đúng nè, chúng ta tăng lên nó càng thu tiếp, nó càng tăng theo chiều thuận tiếp, tiếp tục cấp nhiệt tiếp thì nó thu nhiệt tiếp thì chúng ta thấy nó là thêm cân bằng nó dịch chuyển thêm rất nhiều sang chiều thuận. Rồi tăng nồng độ thì cân bằng giống như một cái hồ nước, thấy không? Đây là cái hồ nước, đây là cái bình thông nhau. Chúng ta đổ nước vào đây, chúng ta đổ nước thì đây nó sẽ tràn qua đúng không nè. Như vậy các em thấy là khi mà chúng ta tăng cái nồng độ của estrogen lên, polyestrogen, xin lỗi là ethyl không, ethyl là ethylmethane, ethylmethane là chúng ta thấy là khi tăng nồng độ lên thì cân bằng chuyển theo chiều thì thuận nha. Chiều khi tăng nồng độ lên thì nó sẽ lập tức chảy vào bên phía bên phải này, chúng ta chiều thuận. Thêm chất xúc tác thì chất xúc tác không ảnh hưởng đến cân bằng ha, không làm dịch chuyển của cân bằng. Chất xúc tác có nhiệm vụ là gì em? Tăng tốc độ phản ứng thuận nghịch thôi, không làm dịch chuyển cân bằng. Không làm cân bằng chuyển dịch. Chất xúc tác. Chỉ tăng tốc độ phản ứng thuận nghịch thôi em. Chỉ làm tăng tốc độ hưởng thuận nghịch. Rồi tách styren ra khỏi phản ứng. Styren là đây, là chúng ta tách styren đúng không? Thì chúng ta lấy styren ra này cân bằng lập tức nước sẽ chảy về chiều thuận nha. Tách styren ra khỏi khỏi bình phản lập tức là cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận nha. Coi là chiều thuận.